Kia Limousine xin mến chào các bạn. Hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu các bạn phiên bản độ cho dòng xe Sienna đời 2009. Cái gói độ của cái xe này gồm có sàn gỗ, rồi ghế chủ tịch băng 2, rồi băng 3 là độ ghế điện băng liền, rồi ghế tài phụ là nâng cấp cái ghế phụ từ ghế cơ lên ghế điện, rồi làm trần, làm tủ lạnh, rồi cách âm, vân vân, rất là nhiều. Thì bây giờ Hiếu xin mời các bạn chúng ta xem lại diện mạo của em nó một lần để chúng ta bắt đầu xem cái cuộc phẫu thuật sau khi chúng ta hoàn thành thì nó sẽ thay hình đổi dạng như thế nào nhé. Tính năng đầu tiên của hai ghế tài xế và phụ xế mà Hiếu muốn chia sẻ đó là nâng cấp từ ghế cơ lên ghế điện. Anh em nào đang đi xe này chắc là biết rồi ha. Rồi, đang từ cái ghế cơ mà chỉnh cơ tới lui hay là ngã lưng gì thì Hiếu nâng cấp lên cái ghế điện. Ở cái ghế tài thì Hiếu nâng cấp lên là 6 hướng, gồm có tới lui, ngã lưng và bơm lưng. Đó, đây, tới, lui, ngã, ấn và bơm lưng. Rồi, và cái ghế phụ là chỉ cần 4 hướng thôi, không cần phải bơm lưng rồi này kia, tại vì người ngồi bên phụ mà. 4 hướng gồm có tới lui với ngã lưng đó. Và Hiếu cũng làm bọc da đó cho nó hài hòa với toàn bộ xe. Cái phần bên ốp nhựa này Hiếu cũng cho bọc da luôn để cho nó ôm nó hài hòa. Rồi, Hiếu mà còn một số chi tiết ở bên trong rất là hay, Hiếu sẽ cùng giới thiệu với các bạn nha. Bây giờ Hiếu bước vào bên trong. Đó, thôi sẵn ở đây Hiếu nói luôn đi. Thứ nhất là hai cái ghế vip này là Hiếu làm hoàn toàn từ hai ghế vip limousine để vô, còn cái ghế của khách hàng ghế zin á thì cất lại đem bỏ vào kho. Ghế này nó có tính năng là chỉnh điện 4 hướng, tới lui, ngã lưng và bệ đỡ chân, gác chân nó cũng chỉnh điện luôn, hoàn toàn chỉnh điện luôn. Và hai cái bệ tì tai rất là đẹp, rất là tiện ích. Chúng ta vừa cái tầm tay để chúng ta ngồi, nó dành cho những cái vị chủ tịch, vị ship boss là ngồi trên những cái ghế này trong những chuyến công tác đi xa thì ngồi rất là êm ái, rất là thuận tiện. Rồi, đặc điểm của cái ghế này là Hiếu cũng trang bị luôn bộ công tắc Mercedes đó. Trên cái bộ công tắc này thì nó trang bị là chỉnh toàn bộ cái phần ghế tới lui ngã lưng, gác chân, rồi là gối đầu hay gì là chỉnh hết. Rồi massage cũng chỉnh trên đây, rồi mát ghế, rồi sưởi ghế luôn, rồi có cổng sạc điện thoại luôn đó. Ở đây thì có những cái vị trí nhớ ghế nhưng mà nó giả thôi, xe này không có do ở phía sau thành ra là không cần lắp những cái vị trí nhớ ghế đấy, rất là tiện. Rồi Hiếu sẽ lên thử để ngồi cho các bạn thấy nha. Cái độ rộng của cái ghế nó cực kỳ là nó thoải mái đó, cho những người mà ngồi to luôn vẫn rất là ok, rất là thoải mái. Đặc biệt Hiếu cũng may theo cái kiểu gối đầu cúp nè đó, ngồi nó rất là vừa vặn chỗ cái cổ này, ngồi thoải mái dạng gối đầu cúp. Gối đầu này thì mình có thể mình kéo lên kéo xuống được nha quý vị đó, kéo lên bằng cách là Hiếu ngồi này thì không thuận tiện lắm, phải kéo cái chốt ở mé bên hông thì mới kéo cái gối đầu lên nó thoải mái được đấy. Rồi hai cái này trên cái gác tay thì cũng có những cái chi tiết nè, ốp gỗ nè rồi bọc da
nó phải có chi tiết da để chúng ta gác cái tay lên nó không có bị cấn, với cái phần gỗ nó cứng hơn, nó mỏi tay, nó đau tay. Rồi chỉnh ghế điện thì phải chỉnh nó êm ái mới được. Đây Hiếu sẽ tới lui cái đó. Tới ghế đang tịnh tiếng về tiếng và Hiếu lùi. Này thì Hiếu cũng đã giới thiệu nhiều rồi, chủ yếu là Hiếu giới thiệu với các bạn hôm nay là trên độ trên cái xe Sina. Và một vị khách này cũng chọn một cái màu da bò của Anh Quốc á, cái dạng là da loan, nó rất là đẹp, cái nhìn nó thấy nó rất là phù hợp, rất là sạch sẽ, nó đẹp với cái không gian nội thất luôn. Đó, đây là bệ đỡ chân. Rồi. Đấy, và bây giờ Hiếu ngã ra một cái nữa. Rồi, ok. Đó, rất là êm, rất là thoải mái. Nếu mà chúng ta đi công tác hoặc xe chúng ta di chuyển trên đoạn đường dài thì thật sự cái ghế này đó là một sự lựa chọn cực kỳ là thông minh, nó hiệu quả vô cùng. Và một cái option nữa rất là đẹp đó là cái trần theo phong cách limousine. Thì ở cái phần trung tâm của cái trần chính giữa này thì Hiếu lại bố trí cái khung limousine, khung led. Đó, khung led này thì khi mà chúng ta đi ban đêm thì nó rất là sáng, khi chúng ta đóng cửa lại hết mà nó rọi xuống có thể là thấy được những cái vật sáng tùy theo cái màu mà chúng ta chỉnh thì nó cho cái ánh sáng nhiều, ví dụ ánh sáng trắng chúng ta thấy nhiều hơn là những ánh sáng còn lại. Mà cái màu sắc là chúng ta chỉnh bằng cái remote này, nó chúng ta chỉnh bằng nhiều màu đó, bằng cái màn hình cái remote cảm ứng này trên cái ngay chỗ cái người lái xe. Cũng Hiếu cũng bố trí một cái công tắc trên đó để cho thuận tiện hai bên đều có thể xử lý được, sử dụng được đó. Và bây giờ Hiếu thử thay đổi cái màu bật cái đèn này cho các bạn xem nha. Hiếu dùng cái remote này, Hiếu bấm vô đó, ở đây nó đang là màu hồng. Và bây giờ cái vòng này Hiếu có thể thay đổi được màu nè đó. Đó, ừ, chúng ta màu vàng chúng ta chấm ngay vàng đó, chúng ta xanh tím nó, tất cả những cái màu này tùy theo cái sở thích của mọi người có thể chọn một cái màu nào đó để màu là giữ màu lại, hoặc là cái màu nó biến chuyển từ màu này sang màu kia đó, đều được. Bằng cái remote này chúng ta có thể chỉnh được hết. Và cái phần còn lại xung quanh thì Hiếu cho là bồng da lộn, nó bồng da lộn. Rồi những cái học gió thì Hiếu cũng cho là ốp cái gỗ theo cái vân đá như các bạn thấy đó. Những cái lỗ gió Hiếu cũng cho ốp gỗ bằng vân đá hết đó. Cái sẵn đây thì Hiếu tiện nói luôn là cái màu của phần ốp gỗ thì xe này Hiếu cũng đã trang bị ốp rất là nhiều về cái chi tiết ốp gỗ. Ngoài cái trên cái trần thì bốn cái công tắc kính, ví dụ công tắc kính này, rồi như chỗ công tắc kính hai cái cửa trên, rồi cái vô lăng, cái mặt táp lô thì Hiếu cũng cho ốp gỗ hết. Tí xíu nữa Hiếu lên trên thì Hiếu sẽ chỉ cho các bạn cái những cái chi tiết mà Hiếu làm ốp gỗ theo kiểu vân đá đó cho các bạn xem. Sẵn Hiếu ngồi đây, ngoài cái trần thì thôi sẵn đây Hiếu giới thiệu luôn một option tiếp theo đó là sàn gỗ. Đấy, anh khách này chọn cái gỗ này là gỗ thật, gỗ thật, mà gỗ này là gỗ gia tị. Nó gỗ gia tị thì cái màu của nó sậm hơn tí xíu. Cái sàn này Hiếu cam kết với các bạn khi mà thi công ở Bica Auto là sẽ không bao giờ bị tình trạng mà gặp phập phiều, bị gặp gình hay là bị kêu, bị nứt mẻ gì hết, mà cảm thấy cực kỳ cứng, cho các bạn có thể là nhún nhảy trên cái sàn này cảm thấy là rất là an tâm. Tiếp theo nữa là các chi tiết mà Hiếu mạ chrome, đó là những cái tay cửa trong đây nè, tay cửa trong ở đây Hiếu cũng cho mạ chrome đó, ở hai cửa sau và hai cửa trước Hiếu cho mạ chrome hết. Rồi bây giờ Hiếu sẽ ra ở phía trước để giới thiệu cho các bạn một số tính năng tiện ích của nó mà Hiếu vừa cũng thi công xong trong cái gối độ xe này. Ok, ở phía trước Hiếu là các chi tiết mà ốp gỗ vân đá đó, Hiếu giới thiệu luôn á. Ở đây cái chi tiết này, rồi cái học này,
cái chỗ mà cái tẩu thuốc này, rồi cái mặt dưỡng của màn hình Android cái cũng tháo ra, rồi hai cái học gió, cái cửa gió này đó, đây đây cái cuốn cho ốp gỗ, rồi cái vô lăng, vô lăng thì cũng cho bọc da ốp gỗ theo cái da hai bên là da theo cái màu da ghế, phía trên với phía dưới là cái vân đá vân gỗ đó. Này bốn cái tay cửa nè, cũng là ốp gỗ vân đá này, rồi cái tay cửa trong là mạ chrome mà nãy Hiếu nói đó. Ok các bạn, sau một quá trình thi công thì cái sản phẩm đã xong, đã hoàn thành. Hiếu thật sự rất là tâm đắc và ưng ý với cái sản phẩm mà Hiếu đã làm ra. Đó, từ tổng thể, nhìn tổng thể từ nội thất của nó từ nhựa tới da cho tới những cái sàn gỗ, nó rất là hài hòa. Và đặc biệt là nó vận hành một cách im ru luôn. Đó, những cái ghế, những cái cơ cấu của nó vận hành rất là tốt. Đó. Thì rất là mong cái sản phẩm của Hiếu sẽ thêm những các anh em nào, các bác tài nào, các quý chủ xe nào mà chúng ta muốn có ý định mà chúng ta nâng cấp cho xe mình để tiện ích hơn, trong thuận tiện trong vấn đề đi công tác, thì có thể đến trung tâm Bica Auto Limousine ở địa chỉ 246 Trần Phú, phường 9, quận 5, hoặc là qua cái hotline 1800 9254 để mà tìm hiểu cũng như là trải nghiệm về cái sản phẩm tại Bica Auto. Đó, ngoài những cái xe sedan từ 5 chỗ trở lên thì Hiếu cũng có đang thi công những cái dòng xe lớn hơn là Transit hoặc là Solati từ 16 chỗ xuống 10 chỗ. Nó ở đó cũng có đang thi công, thì thuận tiện để cho các chủ xe chúng ta tham khảo những cái dịch vụ của Bica Auto. Và bây giờ Hiếu xin thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình review lần sau. Thân ái chào tạm biệt.